xưa chú bán lưu động đường 30 tháng 4 này dài tới chợ Cái Găng. Rồi sau này thì có số người ta không biết điểm mua, thành thử là chú đứng cố định ở điểm này để cho người ta dễ ghé mua đó. Nói chung món bánh bò xốp này là nói chung là cũng là cái hương vị ngày xưa của những người ở quê đó. Rồi nhiều khi bây giờ người ta lên thành phố đi làm cái người ta cũng ghé ta ăn để người ta nhớ lại cái hương vị bánh truyền thống ở quê đó. Lên thành phố này mình làm việc tới nay thì cũng gần 20 năm thì không có dịp về quê ăn nữa, cho nên gặp được cái bánh này của anh Chiến Chiêu thì chị rất là mừng vì ăn rất là xốp và độ ngọt vừa phải, rất là ngon. Mấy nay lại kiếm mộng thấy á, dạ hôm nay dậy ngang thấy mới ghé mua. Dạ chú bán này dễ thương á, thân thiện nữa, lần nào gặp chú cũng cười hết trơn á.